調子に乗るなよ、加藤氏。Dâu dâu dâu, bà con sâu, lại là tôi đây. Chào mừng năm sau anh em đã quay trở lại cùng với YouTuber DM Gaming trong tựa game Đại Chiến Lục Đạo. Và hôm nay như mình đã chia sẻ trong clip trước là chiều nay chúng ta sẽ biết được thông tin là vị Ninja, chính xác là Ninja SP nào sẽ ra mắt sau khi mà Tatsunade Bách Hào sẽ kết thúc sau 9 giờ nữa. Vậy là kết thúc sau ngày hôm nay. Thì mình thật sự không biết đây là một tin vui hay là một tin buồn nữa các bạn. Đây là một tin vui hay tin buồn đấy các bạn nhé. Thì đây, hình ảnh đầu tiên mình sẽ cung cấp cho các bạn là sau khi mà chị Tatsunade Bách Hào này kết thúc thì chúng ta sẽ đến với nhân vật nào. Thì đây, đây là một cái hình ảnh mà được mấy anh em ở trên vài group và chia sẻ anh em ạ. Đó, sao không ra SP mới nhỉ? Thì đây, các bạn đã biết thì đây là một trong những chăm sóc khách hàng. Mình gọi là chăm sóc VIP đấy các bạn, gọi là VIP Care các kiểu đấy, người chăm sóc VIP ấy. Thì những cái app VIP, VIP 12 trở lên có chia sẻ là đây, thì bạn ấy có trả lời là hỏi là có tại sao mà không ra SP mới, thì bạn trả lời là để chuẩn bị cho siêu phẩm sắp tới. Nên là khả năng nha anh em nhé, nó sẽ quay trở lại SP. Có nghĩa là nó sẽ quay trở lại với những con SP mà hiện tại chúng ta đang có anh em nhé. Những con SP hiện tại mà các bạn đang có thì đây, anh em nhìn thấy nó sẽ xuất hiện. Nó sẽ là Zandu, một trong ba con SP này anh em nhé. Nó sẽ là con gì nhở, Pain Thiên Đạo Cuồng này, đúng không? Nó sẽ một là Pain Thiên Đạo Cuồng này, hai là Naruto Tiên Nhân này, ba có thể là gì nhở, Sasuke Lục Đạo, và bốn có thể là Kakashi Susanoo nữa các bạn. Mình không chắc là nó ra con nào, vì cái con gì nhở, Naruto Kyuubi Chakra này thì nó gì nhở, nó phải đua rồi các bạn, đúng không? Nó phải đổi đua rồi, nó vào vòng đua lên server thì không nói nha các bạn nhé. Cho nên là trong bốn cái con này, Naruto Tiên Nhân vừa cái đợt vừa rồi ấy, Naruto Tiên Nhân thì đợt vừa rồi là bán thẳng bằng tiền, anh em nhớ không? Bán thẳng bằng tiền thì không biết như thế nào nhá. Đấy, Tatsunade Bách Hào thì đang ở trong ngày hôm nay, ngày mai chắc chắn là nó sẽ không đua con này đâu anh em. Có dở hơi thần kinh mà 2 tuần đua một con đúng không anh em? Vừa đua con này xong hết cái lại đua luôn à, đúng không? Trừ khi nó lỗi các bạn. Mà Pain Thiên Đạo Cuồng thì tuần trước nữa rồi, nên cái xác suất nó sẽ quay trở lại với gì nhở, Sasuke Lục Đạo là rất cao nha anh em nhá. Nó sẽ có xác suất và quay trở lại với Sasuke Lục Đạo là cực kỳ cao anh em nhá. Đó, nó sẽ có xác suất quay trở lại với Sasuke Lục Đạo cực kỳ cao khi mà một trong những nữ nhân viên chăm sóc khách hàng, chăm sóc VIP ở trong cái tựa game Đại Chiến Lục Đạo này có chia sẻ là chuẩn bị cho một siêu phẩm sắp tới. Thì không biết là SP sắp tới là gì, nhưng mà sau này, nhưng mà anh em nghe đến câu này đúng không, thì đa số tại anh em chắc là lại tích lũy tài nguyên rồi. Nếu mà như thế này thì có lẽ là nếu mà Sasuke Lục Đạo quay trở lại ấy, anh em hình dung không, nếu mà Sasuke Lục Đạo mà quay trở lại chứ chắc mình đã lấy rồi các bạn. Tự nhiên lại hỏi sao không ra SP mới nhỉ, lại bạn ấy lại trả lời để chuẩn bị cho một siêu phẩm sắp tới. Ý là bạn một SP sắp tới đấy. SP thì chắc là trong cái suy nghĩ của cái bạn này là SP nghĩa là siêu phẩm đấy các bạn. Có lẽ là chuẩn bị cho một con SP mới trong tuần sau đấy các bạn, đúng không? Nên là mình không biết như thế nào, đúng không? Chính xác là ngày mai khả năng nó sẽ quay lại với Sasuke Lục Đạo nha anh em nhé. Khả năng thì nó sẽ quay lại với Sasuke Lục Đạo nhé. Đây, nó sẽ quay lại với ước Lục Đạo với Sasuke Lục Đạo nhé. Một vài hình ảnh nó leak ra rồi thì không biết là có chính xác hay không anh em nhé. Không biết là nó có chính xác hay không, cái này mình không chắc đâu anh em ạ, đúng không? Thì cái này phải để ngày mai thì anh em sẽ có những cái nhìn nó rõ ràng, cụ thể và cực kỳ chi tiết nha anh em nhé, đúng không? Thì hôm nay đấy, chỉ có thông tin đấy thôi các bạn. Một vài cái thông tin được leak ra ngoài để cho anh em biết thôi. Mình nghĩ chắc là nó cũng không ra đến cái mức dồn dập đâu. Đây là một nước đi khá hay. Nếu mà để đánh giá cơ bản ấy, như mình đánh giá thì đây là một nước đi khá hay ấy. Bây giờ nếu mà nó ra một con SP nữa thì nó nghe có vẻ nó hơi dồn dập. Mình nghĩ nó sẽ quay vòng lại. Nó hợp lý đấy các bạn. Nó sẽ quay vòng lại đâu đó tầm khoảng mất 1-2 tuần. Ví dụ nó sẽ tuần sau nhé, bắt đầu từ đây mình sẽ đếm này. Bắt đầu từ ngày mai này, bắt đầu từ ngày 30 tháng 8 đúng không? Và đến ngày 30 tháng 8 và đến ngày mùng 6 tháng 8 à 30 tháng 7 nha anh em, sorry. Nó bắt đầu từ ngày mai, ngày 30 tháng 7 và đến hết ngày mùng 6 tháng 8 thì nó sẽ hết cái sự kiện Sasuke Lục Đạo này chẳng hạn đi. Mình đang ví dụ là ngày mai nó sẽ đua lại con Sasuke Lục Đạo này anh em nhá. Đó, thì bắt đầu ngày mùng 7 tháng 8 thì nó sẽ ra một con SP mới. Như thế nó cũng hợp lý đấy các bạn, đúng không? Chứ bây giờ mà ra dồn dập SP quá thì cũng khó. Với hai nữa là ví dụ dành cho anh em thì cái tin vui nếu mà con Sasuke Lục Đạo này nó ra, đúng không? Con Sasuke Lục Đạo này nó ước lại, nó quay trở lại thì người vui nhất là những anh em nông dân.
Tại sao mình nói là những anh em nông dân là người vui nhất? Vì thật sự với các bạn là có rất nhiều người cũng chưa có cơ hội để sở hữu đâu. Có rất nhiều người chưa có cơ hội để sở hữu Sasuke lục đạo đâu. Nhiều bạn thì có thể là thiếu đâu đó tầm khoảng 1-2 mảnh đúng không? Đấy, nhiều bạn thiếu 5-10 mảnh. Nhưng mà có những bạn sẽ thiếu đâu đó tầm khoảng 1-2 mảnh thôi. Thì ngày mai ấy, nếu mà Sasuke lục đạo nó quay trở lại thì đấy là cơ hội để cho các bạn có thể lấy được Sasuke lục đạo nha anh em nhé. Người vui nhất là anh em nông dân. Anh em nông dân thì quan tâm làm gì anh em đúng không? Anh em nông dân thì quan tâm làm gì con SP nào ra mắt đúng không bạn đúng không? Họ chỉ quan tâm là ví dụ như kiểu là bây giờ tôi đang tích được mấy chục mảnh con này, mấy chục mảnh con này. Ngày mai có cái sự kiện như thế, event như thế là tôi liếm được. Đây ví dụ như mình là một nông dân thì các bạn nhé. Đó, ngày mai đây ví dụ mình đang có 60 mảnh anh em nhìn không? Mình đang có 61 trên 80 mảnh pin thiên đạo cuồng. Ví dụ ngày mai mà ra cái event của pin thiên đạo cuồng thì kiểu gì mình cũng sẽ sở hữu được con pin thiên đạo cuồng đấy anh em nhé. Đấy, đây mình đang ví dụ đây. Ngày mai mà ra con pin thiên đạo cuồng xem kiểu gì thì lanh quanh nhá, mình kẻ mình không nạp vào nhá, mình chơi chay ấy, kiểu gì mình kiếm đâu đó tầm khoảng đôi chục mảnh nữa để có thể mở khóa được con pin thiên đạo cuồng này đúng không anh em. Đấy, ví dụ nhiều anh em nông dân mà đang có 5-60 mảnh hay 70 mảnh của pin Sasuke lục đạo đấy, thì ngày mai đó là cơ hội dành cho các bạn. Đấy, người vui nhất là có lẽ là sẽ là những anh em nông dân, còn người không vui là ai, là mấy ông top nạp đúng không. Ví dụ như ngày mai mà cái sự kiện Sasuke lục đạo nó quay trở lại đây thì mấy ông top thì chắc chắn là không nạp vào để quay rồi các bạn đúng không? Chắc chắn là mấy ông top sẽ không nạp vào để quay rồi vì các ông ấy có hết rồi, các ông quay làm gì nữa đúng không? Gần như sẽ không quay trở lại đúng không? Sẽ nhà phát hành sẽ bị gọi là trong cái tuần sau, nếu mà chính xác như cái thông tin mà bạn chăm sóc khách hàng này đưa ra anh em nhìn không? Nếu như chính xác là thông tin bạn chăm sóc khách hàng này đưa ra thì khả năng cao là trong một tuần này đúng không? Từ ngày 30 tháng 7 cho đến mùng 6 tháng 8 thì có lẽ là game nó sẽ lỗ một chút vì không có ai nạp nhiều, mấy ông hay nạp thì sẽ không nạp đấy các bạn nhé. Với sự kiện Sasuke lục đạo thì mấy ông hay nạp, mấy ông top server chắc chắn là không nạp nhiều nữa anh em hình dung không? Họ chỉ nạp khi nào? Họ chỉ nạp khi mà có một con gì à, SP mới ra mắt thôi anh em hình dung không? Họ sẽ chỉ nạp khi có một con SP mới ra mắt thôi. Bây giờ con SP mới nó không ra mắt thì làm sao họ nạp vào được đúng không anh em? Cho nên là có lẽ là trong tuần tiếp theo nhà phát hành nó sẽ gọi là doanh thu nó sẽ hơi bị tụt lùi một chút nha anh em nhé. Doanh thu có lẽ nó sẽ bị hơi bị tụt lùi một chút anh em nhé. Đó. Doanh thu nó sẽ hơi bị tụt lùi một chút anh em ạ. Ví dụ như là một tháng, mình đang ví dụ nha anh em nhé. Ví dụ một tháng là doanh thu là 500 triệu chẳng hạn. À quên mất, một tuần cứ một tuần ra một con SP mới thì doanh thu là 500 triệu chẳng hạn. Nhưng mà vào ngày mai đúng không? Sang ngày mai lại lặp lại một con SP cũ thì doanh thu nó sẽ chỉ còn đâu tầm khoảng 250 đến 300 triệu mà thôi đúng không? Kiểu gì nó sẽ bị tụt giảm đi một nửa. Vì mấy con đấy các ông có hết rồi, mấy ông top thì nạp full hết rồi thì mấy ông lấy làm cái gì nữa? Anh em hình dung không? Đó là cái thông tin mà đầu tiên là mình muốn chia sẻ với các bạn nhé. Rất có khả năng cao là Sasuke lục đạo nó sẽ quay trở lại. Rất có khả năng cao 90% là Sasuke lục đạo quay trở lại anh em ạ. Vì một vài anh em leak thông tin ra thì chắc là chính xác rồi. Một vài anh em VIP đúng không? Một vài anh em VIP 12 leak thông tin ra thì chính xác rồi. À với hai nữa là hôm nay chúng ta sẽ có cái gì nhỉ anh em nhỉ? Hôm nay có một cái gift code đầu tuần. Hôm nay chúng ta có một cái gift code đầu tuần nhé anh em nhé. Đây, đầu tuần bây giờ nó có một cái gift code thì mình sẽ nhập vào cho các bạn xem. Đó là cái thông tin đầu tiên mình chia sẻ. Thông tin thứ hai đó là chúng ta có một cái gift code. Anh em chỉ cần nhập vào thôi. Nó ghi là đại chiến lục đạo tuần 3 nha anh em nhé. Và quà gift code anh em sẽ được 500k vàng, 300 kim cương, hai vé 10 ramen, hai đùi gà, cùng với đó là một sách điểm kinh nghiệm nha anh em nhé. Đó là gift code của tuần này. Đó, các bạn có thể nhập, anh em có thể nhập cái gift code tuần này nhé. Ngoài ra thì chắc là cũng khá là nhiều anh em lên VIP đây các bạn. Đây. Wow, một đống vinh danh nha các bạn nhé. Vinh danh VIP 13 đầu tiên, đó chính là QQ của server S4. Quà vinh danh thì hơi phèn nha các bạn nhé. 300 kim cương. Cái này góp ý rồi mà không hiểu sao game không vinh danh tặng quà nó nhiều hơn một chút anh em đúng không? Bonus thêm một vài gì nhỉ? Vé 10 ramen, bonus thêm một ít vàng đúng không? Anh em rất thích đúng không anh em? Ấy, nhất là vàng thật sự các bạn. Bây giờ vé đôi mời ra ben anh em chả thích đâu, có khi thích vàng hơn nha các bạn nhé. VIP 13 tiếp theo anh em nhìn thấy đó là xuất tinh của server S4. Ui, vậy server S4 có 2 ông VIP 13 liền các bạn. Vinh danh VIP 12 của server S7 đó là Rin nha các bạn nhé. Rin nhất hoa và Rin thường anh em. Tiếp theo chúng ta có nhân giả LL Harry Bell Haley Harry Besso anh em. Nghĩa là lục đạo Harry Besso các bạn. Mình biết cái vui này các bạn. Tiếp theo chúng ta có nhẫn giả FML Diane Wood, cũng đặt VIP 12 xem 12 nhé các bạn nhé. Tiếp theo chúng ta có nhẫn giả HD Miru anh em ạ. HD Miru tại server S3. Tiếp theo nữa chúng ta có nhẫn giả AB Trọng Nhân. Đây AB là viết tắt của từ An Bư nhé các bạn nhé. Vì mình một vài anh em đánh như vui thì biết rồi.
Tiếp theo chúng ta có nhẫn giả Omachi. Đây là tên một loại mì tôm rất nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta nhé. Mì tôm làm từ khoai tây Omachi. Cũng đạt VIP 12 của server 19. Hết nha anh em nha. Hết. Đó là toàn bộ những cái VIP mà các bạn nhìn thấy ở trong cái này hôm nay. Hơi đáng tiếc đúng không? Chúng ta đang chờ đợi một con SP mới nó đến nhưng mà không phải anh em. Ồ lại chắc kênh thế giới, lại bỏ mẹ, chưa chắc kênh thế giới nhỉ. Chưa cắt chơi, chưa chắc kênh thế giới nhỉ. Đấy là toàn bộ những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với anh em trong cái buổi chiều trong clip này anh em nhé. Đó là những cái thông tin mà anh em có thể tham khảo được. Vậy là chúng ta sẽ không có SP mới tuần này, vậy là mình sẽ lại như vậy các bạn, mình cũng sẽ lại tích lại thôi. Không có SP mới thì có lẽ mình cũng sẽ không nạp, không làm gì cả anh em ạ. Coi như là cứ chơi chay thôi, chơi chay một tuần nữa xem như thế nào đúng không? Cứ tích cóp vào thôi. Bây giờ SP cũ thì con này Sasuke lục đạo của mình bây giờ là 14 sao rồi. Đúng không? Mình óp nó thêm lên nữa thì cũng chưa cần thôi anh em. Tầm này là đủ chơi rồi. Mình nghĩ tầm này là đủ chơi rồi anh em nhé. Bây giờ up nó lên, đột phá lên anh em. Tốn này, sau đó nó sẽ mở cái ô kỹ năng số 3. Đây là khi bị tấn công có phần trăm tỷ lệ miễn dịch sát thương nha anh em nhé. Đó là Sasuke lục đạo. Để xem tình hình như thế nào đó anh em. Thôi được, tranh thủ thời gian mà chúng ta gọi gì nhỉ? Tích cóp đúng không? Tranh thủ thời gian chúng ta tích cóp lại lượng tài nguyên, tích cóp lại vàng. Đây anh em nhìn thấy mình đang tích được 29 triệu vàng. Cùng với đó là kim cương đấy anh em nhé, cũng tích cóp lại một chút đi. Cũng tích cóp lại kim cương một chút đi anh em nhé. Nói chung là tích được cái gì thì cứ tích thôi anh em, đúng không? Tầm này thì tích được cái gì thì cứ tích thôi. Đó là những cái thông tin mà mình chia sẻ cho các bạn trong clip này anh em nhé. Khả năng cao là chúng ta sẽ không có SP mới đâu các bạn. Vì mấy ông cái đa số là cái game gì nhỉ, chăm sóc khách hàng ấy. Chắc là họ cũng nhận được cái thông tin rồi và họ chia sẻ lại với các SVIP ấy. Mình gọi bên này gọi là VIP đi các bạn. Những gọi là ác người chơi nạp VIP lên các kiểu đấy các bạn. Anh em dễ hình dung. Tính anh hôm nay có X2 không ạ? Không nha anh em, hôm nay không có X2 của tinh anh, không có X2 gì hết. Nói chung là làm hết nhiệm vụ anh em nhé. Đấy là những cái thông tin mình chia sẻ anh em thôi. Đấy, xem còn có cái nhiệm vụ gì chưa làm thì làm cho nó nốt anh em. Tăng cấp nhẫn thuật, rốt cuộc là nó tăng cấp cái gì anh em? Đây à? Tăng cấp nhẫn thuật rất là tăng phẩm này anh em. Làm gì phải anh em? Tăng cấp nhẫn thuật thì là cái gì anh em? Ảo ma thế nhỉ? Đây à, đúng không? Cái nhẫn thuật là cái này chứ đúng không? Ấy. Sao mình không làm được nhỉ? Thế rốt cuộc tăng cấp nhẫn thuật là cái gì anh em? Đây, mình nâng cái này lên. Nâng cái này lên. Kỹ năng lên. Đây, nâng hết rồi, còn cái gì nữa anh em? Mà sao mình không làm được cái tăng cấp nhẫn thuật này nhở? Game lag à? Game bịp rồi anh em. Anh em xem cho mình hỏi có phải game nó bịp không anh em? Mình nâng cấp tất cả mọi thứ rồi mà mình không hoàn thành được cái nhiệm vụ này. Mình nâng cấp tất cả mọi thứ rồi mà mình vẫn không hoàn thành được cái nhiệm vụ đấy nha anh em. Ảo ba thật sự. Chưa nghe ra thế nào, nâng cấp nhẫn thuật. Đúng không? Nâng phẩm này. Nâng gì nhở? Nâng kỹ năng rồi. Nâng hết tất cả mọi thứ rồi các bạn. Chả được cái gì. Nâng phẩm này, nâng kỹ năng tướng này, nâng phẩm 6 kim ở trong này. Mà không được, không nghe ra nào nha anh em. Chưa nghe ra lý do tại vì sao mà chúng ta không làm được cái nhiệm vụ đó. Có nhiều nhiệm vụ nó hơi lắc lắc như vậy. Cái này thì không bỏ qua được anh em nhé. Cái này thì không bỏ qua được. Đấy, đang tính là tưởng có con SP nào mới thì mình sẽ thay con Pain đi anh em. Đúng không? Thay con Pain hoặc con Hinata đi. Nhưng mà không có cơ hội để mà thay. Đấy, vậy là chúng ta tiết kiệm được 700.000. Mình đang dự định là ngày mai sẽ đầu tư khoảng 700.000 để mở gói pass ấy. Đúng không? Nhưng mà không được anh em. Mở gói pass nhưng mà lại không được anh em. Mở gói pass để kiếm một con SP mới, nó thay dần để kiếm dần đấy các bạn nhé. Nhưng mà không có cơ hội để sở hữu anh em. Có lẽ chúng ta sẽ dừng lại, giống như con Pain Thiên Đạo ấy, đúng không? Anh em mình kiếm được, mình up nó lên được sao ấy. Chỉ cần qua được 5 sao thôi, up nó lên được tầm khoảng 9 sao là đủ chơi rồi các bạn.
Nói chung là một con FP các bạn chỉ up lên lên trăng là đủ chơi rồi, 9 trăng là đủ chơi rồi. Ngầu hơn nữa thì các bạn lên trời, ngầu loi luôn các bạn. Ok nha các bạn nha, bỏ qua, kiếm được 38.000 thức ăn cho chó. Tu luyện rượu mộc, mãi gà chết rồi, chưa tin lộc, chưa tu luyện rượu mộc rồi, 60 kim cương. Tiếp theo chúng ta đến với vàng anh em ơi. Lâu lắm mình vào buổi chiều ấy, bình thường là tối mình mới vào nha anh em nhé. Tối mình mới vào anh em, cướp thì lại phải cướp kim cương nha anh em. 233 168 được 18 kim cương. Nha mẹ thằng này giới hạn con mẹ rồi, 157. Ngon. Hay là 156 à? 62 nghe chừng là đuổi đi các bạn. 157 lên 168 là chắc. Đấy, mẹ thua con mẹ nó rồi. Ê chứ lệ. Thua mẹ nó mất anh em. 184. Thằng này bị cướp mắc rồi các bạn. 273, vãi lọ thật. 186. Mẹ này, cướp cho nó tử tế các bạn. Cướp cho nó tử tế anh em nhá. Còn mấy ông 2 lít thế này. Cướp khoai thật sự. 157. Thằng này công ty là không cướp được ông này. Tuy là không cướp được ông này nha. Vẫn thua. Chết tôi rồi. Chết tôi rồi. 215 179 2 dạ. Cướp được 18 kim cương lại đái sắp quần anh ạ. 68 này cướp hết rồi các bạn. Đây là con pin thiên đạo cuồng. Mấy ông có pin này khó chịu thật. 211. Không cướp được rồi. Không nói nhẹ nhẹ thôi. 184. 260. 157, con mẹ ông thanh niên 157 này. Mình bị mít thanh niên với hai phát thì phải. Còn đúng một lần cướp vàng thôi các bạn. 152. 75. Đấy. Cuối cùng tìm được một đối thủ dễ chơi rồi các bạn. Cuối cùng cũng tìm được một đối thủ dễ chơi rồi các bạn. Cuối cùng cũng tìm được một đối thủ dễ chơi rồi. Nào, làm còn cái gì làm nốt anh em nhé. Còn cái gì làm nốt này, giúp bạn bè này. Nhận nhanh này, tặng nhanh này. Còn cái gì làm nốt anh em. Rồi, full 200 điểm. Full 200 điểm nhá. Tổ chức, kỹ năng của tổ chức. Cống hiến đã. 20k vàng. Một mạch pen. 5 mạch con kia. Kỹ năng của tổ chức nào. Ok đấy. Ok đấy anh em. Có cái gì nữa. Đọc phòng luyện công. Đây là 227. 174. 178. 146. 200. Đấy, đoạt được ông này anh em. Chứ chắc đã đoạt được ấy. Mẹ vì thằng kia nó ngay mà các bạn, ông này ông nâng cái con để gọn này, con này lên trăng này gọn này. Đắp bảo vật cho nó nữa cơ.
22 200. Khó rồi. Mấy hôm nay 190 mình không đớp được anh em ạ, không cướp được. Thế chứ lệ. Hôm nay được dùng giáo viên ninja. Nghĩ là được bọn này. Ôi, vào phòng đơn ngồi đây anh em ơi. Không cướp được anh em ạ, không nâng thì không cướp được. Còn đúng cái nhiệm vụ này không biết làm kiểu gì. Mẹ. Tăng cấp nhẫn thuật một lần. Vãi lọ thật. Đây, cái này chả là cái nhẫn thuật là cái gì nhá. Chính là cái này chứ là cái gì nhá. Cái này à? Có phải cái đấy không anh em? Ừ đúng rồi đấy. Ừ đây, chính là nó anh em ạ. À. Mẹ láo thật đấy. Chính là nó đấy anh em ạ. Chính là nó rồi đấy. Chính là nó rồi anh em ơi. Nó đang bảo là mẹ, cái dở hơi nào. Thảo phạt vĩ thú. Hết rồi anh em ạ. Ngày hôm nay coi như là với mình làm hết tất cả sự kiện rồi anh em nhé. Cái phong câu ngọc này mình vẫn đang thừa 130 cái phong câu ngọc này. 130 cái phong câu ngọc. Sẽ đổi mấy cái bọn mảnh này à. 130 cái. Nâng một ninja lên phẩm tím. Ờ, chẳng phải nâng bọn này lên. Nâng một con nào đó lên phẩm tím rồi. 130 cái. Nâng một con phẩm tím là nhiệm vụ à. Thôi cứ đổi này đi, 130 đổi 5 mảnh nữa. Ờ, đổi 5 mảnh SP này gọi. Đấy, là mình có 66 mảnh rồi. Đợi quay về liếm được. Thiếu 30 mảnh phong công ngọc nữa. Chắc là không kiếm được đâu nữa các bạn. Chỉ tát có 22 mảnh, không làm gì kiếm được 22 mảnh nữa. Hết rồi đấy. Đấy, ngày hôm nay là coi như mình làm hết tất cả mọi thứ rồi. Dừng lại đây thôi nhé anh em nhá. Mọi thứ dừng lại ở đây rồi. Mọi thứ ngày hôm nay là dừng lại ở đây rồi anh em nhá. Xem còn cái gì chưa tham gia không anh nhá. À. Còn cái vận tiêu này. Ui, vận tiêu tự tạo đi cho nó nhanh anh em nhá. Tiêu nhanh, nhanh gọn. Phật tiêu nhanh cho gọn. Nói chung là mấy cái này nếu mà anh em có một đội chơi cùng đúng không? Anh em vận tiêu nó chuẩn hơn đúng không? Cho đi ba đội như thế này đúng không? Đi ba đội như thế này nó ngon hơn anh em dùng nào. Đi ba đội thì nó ngon hơn anh em. Kiểu đi ba đội nó sẽ ngon hơn. Đi ba đội nó sẽ ngon hơn anh em. Boss thế giới. Cái này thì có đánh được đâu. À đánh được này các bạn này. Mình chưa đánh chết con boss thế giới này bao giờ ấy. Nhầm anh em. À nó chỉ cho mấy con này đánh thôi các bạn. Nó chỉ cho phép mấy con này được đánh thôi. Nó chỉ cho phép mấy con này được đánh thôi các bạn. Mà đánh trong vòng 2 phút. Không biết được cái gì. Ờ hôm nay lần đầu tiên mình đánh con boss thế giới đây. À này thứ hai được phép đánh nhỉ. Mình chả khi mình đánh con boss thế giới đâu nhỉ. Chả với khi mình đánh con boss thế giới đâu. Vì anh em mình chia sẻ là mình chỉ vào một buổi sáng và một buổi tối thôi. Nên nhiều khi cũng không để ý các hoạt động này nhỉ. 2 phút thì hơi lâu nhỉ. Nhẽ nó phải có một cái chữ bỏ qua ở đây anh em. Đúng không? Nó phải có một cái chữ bỏ qua đây thì hợp lý. Mẹ thỏ. Khi của mẹ thỏ đấy à. Kim của mẹ thỏ đây à. Mẹ thỏ
phần sau rồi anh em. Thường mình đang gây ra được 2.600-3.000, tầm 3.000k rồi. Thêm 1 phút nữa thì sẽ rơi tầm khoảng 4.000k. Rồi 4 triệu máu rồi. Chắc hơn 5 triệu à, liệu được 5 triệu không ạ? Lúc mà tung cực kỳ đứng im tắt thì nhiều nó có rung ngủ nhỉ. Không được 5 triệu nhỉ. Chưa được 4 triệu, được 3 triệu 8. Được 3 triệu 8 không biết là quà gì. Không biết là quà gì nhỉ. Đây, tổng sát thương đấy các bạn. Không biết là quà trong này nó ghi như thế nào. Không biết là quà trong này nó ghi như thế nào đấy các bạn nhé. Chiến ninja 21:10 tranh bá ca ghê. Đó, hết rồi. Hết tất cả mọi thứ rồi anh em nhá. Ok đây, clip này mình xin phép tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo. See you again và thank you. Nhớ theo dõi và ủng hộ mình trong series với tựa game Đại chiến lục đạo này anh em nhá. Bye bye.